phòng một giường dành cho hai người. Thì như cảm quan của Minh Tu thấy thì nội thất của ở khách sạn vẫn còn rất là mới, với đầy đủ tiện nghi là tivi màn hình phẳng, máy lạnh, mini bar, và mình thấy ở đây là có cả nước suối miễn phí cho chúng ta có thể sử dụng trong quá trình lưu trú. Còn đây là nhà tắm. Phòng này nó rộng hơn phòng bên kia đúng không? Đúng rồi, hai giường nó phải rộng hơn. Đây là phòng đôi nhưng mà có view biển không đây? Phòng này đẹp. Lầu 4, lầu 5, lầu 6 thì thấy biển. Đi từ lầu 3 trở xuống là thấy rõ. Phóng ra biển nha. Các bạn có thể thấy từ đây chúng ta có thể nhìn được xuống chợ đêm. Đây là một cái lợi thế rất lớn của những khách sạn nằm trong trung tâm thị trấn. Thì chúng ta chỉ cần bước xuống dưới cửa và đi thêm khoảng hơn một phút đi bộ nữa thôi là chúng ta có thể đã đến được với chợ đêm rồi. Thì từ đây chúng ta có thể nhìn ngắm được toàn bộ quang cảnh của chợ đêm vào buổi tối sẽ rất là đẹp. Hiện tại bây giờ mới chỉ là gần 5 giờ thôi. Chợ đêm thì sẽ họp từ 6 giờ tối cho đến kéo dài hết tới qua khoảng 11 giờ nha các bạn. Từ đây mình cũng có thể nhìn thấy được biển Vinh Cậu rất là đẹp. Phía tây mình đây là ngọn Hải Đăng nha mọi người.